chào các bạn. Hello. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh với mình, kênh Cu Nhân. Tiếp tục với series hao tiền tốn cổ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu mấy cái súng nha các bạn. Ok, rồi bắt đầu luôn. Đầu tiên là hai cái súng của hãng Isot. Ok, Bảo. Đây là cây đầu tiên. Mình có thể kéo người xuống để cài đạn, bấm này lên để rút bằng đạn về. Bắn sao? Dạ, kéo này xuống rồi bỏ đạn vô. Rồi bấm này lên. Rồi, kéo. Mạnh, cái súng này bắn siêu mạnh. Mọi người lắp một viên đạn vô lên đạn sẵn coi. Đây là khẩu súng lục của hãng Isot. Tên nó là gì ta? Đây, đây là tên của nó. Không biết đọc. Khó đọc quá. Mitoy vải xịt. Rồi. Ai? Ai đưa lưng ra thử rồi. Ôi này bắn siêu mạnh nha các bạn. Rồi tiếp tục cái súng thứ hai là cây súng trường của dòng Isot. Sơn thể thao sẽ giới thiệu. Đây là cây súng thứ hai. Kéo cái này xuống đi lên. Giới thiệu sơ sài gì cái súng đâu coi chứ sao có chức năng gì, vô lên cái lắp đạn vô bắn hả? Vậy còn gì gọi là giới thiệu nữa? Lý. Ok, con Sơn đang nhét đạn vô cái Isot. Tuyệt vời, cái súng này bắn cực kỳ mạnh luôn. Nào mọi người. Đây, đây là cây Isot, cây súng trường thuộc dòng Isot, dòng này mới vừa ra nè các bạn. Cái tên nó là Orbit. Khó đọc quá, nói chung là tiếng Anh mình như xịt các bạn ơi, các bạn thông cảm đi. Cái súng này có cái này gọi là gì Bảo? Holo phải không? Holo. Có holo sẵn. Đây để nhét đạn như là chúng ta kéo cái này, kéo về hướng này, xong nhét đạn đây, rồi nhấn cái này chạy lên đây lại, bóp cò. Còn cái này là khóa an toàn. Rồi cái súng mình chỉ có vậy thôi. Rồi ai? Để khóa cái quạt qua đây vào. Rồi khẩu súng nó tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn. Đây là một khẩu súng siêu khủng. Đây. Khẩu này thì mình biết tên. Tên của nó là Rhino 5. Rhino 5. Đó. Khẩu súng siêu chắc. Khẩu này sử dụng hai băng đạn. Hai băng đạn bự chà bá, hai băng đạn này kia là băng đạn rum 25 viên. Rồi, vô đạn đi, hai đứa, mỗi đứa 1 viên. Cái này gọi là súng gì? Này là súng máy phải không? Dạ. Đây là khẩu súng máy. Mỗi băng là 25 viên, tổng cộng là 50 viên. Rồi vô. Đây mình quay cận cảnh cho các bạn xem cây Rhino 5 ha. Xem chưa hai ông tướng? Dạ. Đây là khẩu súng trường. Đây, đây là khẩu súng máy 2 nòng. Wow. Dễ, Phan bắn nha. Đang ở trước nòng súng á. Bắn là thúi thịt á. Rồi bây giờ bạn Sơn với bạn Bảo sẽ bắn thử cho chúng ta xem ha.
Tuyệt vời. Cho cái cảm nghĩ coi. Đã. Phê. Đúng là tuyệt vời các bạn. Đây là khẩu súng tuyệt vời. Vừa nhiều mà vừa mạnh nữa. Ngon lành. Đây súng máy có thể xoay qua xoay lại được nha. Cái chân này là cái chân của nó nè. Có tới 3 chân. Xoay thoải mái luôn. Khẩu súng nớp tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu sau khẩu súng trường Rhino khủng long này. Cũng là một khẩu súng siêu khủng. Không kém gì luôn. Đó là một khẩu súng nhắm có tên là Centurion. Nhưng mà là phiên bản đặc biệt. Phiên bản Sonic Eye. Đó. Rồi ok. Đây là một khẩu súng nhắm nha các bạn. Đây Centurion Sonic Eye. Trong suốt. Ta kêu là màu này là không phải màu trong suốt mà màu clear. Màu xanh clear. Ok. Rồi cầm lên. Giới thiệu bắn bung gì thử coi. Cây màu đỏ phải không? Đúng rồi. Cây này nhẹ hơn hả? Ồ kỳ ta. Rồi lắp đạn cho đi. À quên. Đạn đây. Son liền. Cầm một tay sao nổi cái này. Wow. Cây này nó dài chắc còn phải 1m2 nha các bạn. 1m2 á. Xin chào. Rồi chưa? Bắn thử coi. Sơn cho cảm nghĩ về khẩu súng này coi. Súng ngắm này nè. Bắn mạnh không? Mạnh mà nó nhẹ hơn cây lần trước. Nhẹ là nhẹ về trọng lượng đó hả? Đúng rồi. Còn bắn lực bắn thì sao? Chưa biết hả? Y chang. Y chang. Dạ. Còn bảo cảm giác hay khẩu này sao? Ngon lành không? Cực kỳ phê luôn. Cực kỳ phê luôn. Phê hơn khẩu này không? Không qua. Sao súng trường phê hơn hả? Ý súng máy phê hơn phải không? Dạ. Ok, tiếp theo về giới thiệu súng nớp trong clip lần này là một bộ phụ kiện dành cho dòng súng Modulus. Đây là bộ phụ kiện tên gì ta? Glow Combat. Nó ghi như vậy. Là một từ đây. Glow Combat. Như là bộ phụ kiện để nâng cấp gì vậy. Gồm có một con dao với hai trái lựu đạn chóng Blast Bomb. Đây là khẩu súng Modulus ACS-10. Đây gắn con dao ở đây với hai trái Black Bomb ở hai bên. Rồi bây giờ bạn Bảo với bạn Sơn sẽ khui cái hộp này ra. Gắn vô thử. À quên, còn cái súng ACS-10 nữa. Đây. Bảo cả... đợi đây đi. Rồi khui ra đi. Sao để lên bàn nè. Xé mấy hộp giấy ra luôn. Chừa hộp giấy lên chi vậy? Trốn nào. Đây có cái đồ chỗ mở hộp nè. Ông ơi mấy ông. Còn giấy kìa. Còn. Xong chưa? Trong hộp còn gì nữa không? Còn cái hộp với mấy sợi dây. Còn hai cây này đâu? Kiếm trong hộp á chứ đâu? Qua trời rồi đó. Tao cho mượn con dao cái Bảo. Đây là con dao nớp nè các bạn.
Con dao này làm 100% là từ xốp luôn, hoàn toàn là xốp, nó không có ảnh hưởng gì hết, đâm cho người cũng không xi nhê gì hết. Đâu, xong hết chưa? Xong. Đó là gì? À cái này là để gắn mấy trái black bomb phải không? Rồi gắn cho thử coi. Ê, cho mượn cái trái bom lựu đạn chó này. Cũng là mốt luôn nha các bạn. Ngoài ra không có gì hết. Nói chung cái bộ kit này là gồm có 3 cục mốt, xong. Hết. Ok, bây giờ lắp vô cây ECS 10 cái. Cái này băng hết đạn, lại cận chiến luôn. Chính xác. Sao? Ngầu vãi. Rồi vậy thôi hả? Hết rồi. Bắn xong cái rút lựu đạn ra chọi cho nó chón xong cái chạy lại đây cầm dao đâm đó hả? Cũng rảnh ghê vậy. Hợp lý. Đâm không biết chừng nào chết. Đâm chừng nào chết. Nút hoàn toàn. Ok các bạn, series giới thiệu xuống lớp, series hao tiền tóm cổ của chúng ta tới đây hết rồi nha. Bye bye các bạn. Bye bye.